Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, chúng tôi gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mạng. Tuổi này, khi còn nhỏ phải chịu nhiều đắng cay, song sẽ được bù đắp vào trung vận và hậu vận. Tổng quan là vậy, còn muốn xét cụ thể từng giai đoạn và các phương diện trong cuộc đời từ gia đạo, tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe thì xin mời tất cả quý vị gia chủ hãy theo dõi nội dung chi tiết mà chúng tôi phân tích ở dưới đây. Và đồng thời nếu như quý vị chiêm nghiệm thấy hay và chính xác thì hãy cho Phong thủy Gia Cát một nốt like và đăng ký kênh để chúng tôi có thêm động lực đem tới cho tất cả quý vị nhiều kiến thức bổ ích hơn nữa quý vị nhé. Xin mời! Gia chủ nữ mạng Kỷ Sửu sinh năm 1949 có cung mệnh thuộc cung Đoài, mạng thích lịch hỏa, lửa sấm chớp, xương con trâu, tướng tinh con chim cú, Phật bà Quan Âm độ mạng. Có thể gói gọn tổng quan cuộc đời của quý gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mạng qua bài thơ sau. Kỷ Sửu số mạng như vầy, lửa trời sấm chớp sáng đầy trời mưa. Nếu sinh mùa hạ thì sang, gái mà Kỷ Sửu số nàng như trai, lòng dạ cứng cỏi như trai. Thấy mạnh hiếp yếu ra tay binh liền, số này chẳng chịu ở yên, có tay buôn bán lại chuyên nhiều nghề. Bạc tiền như giấc chiêm bao, có rồi lại hết sớm vào túi ra. Số cô phải chịu phong ba, 36 tuổi mới là yên thân. Số cô tuổi nhỏ buôn ba, nhưng mà cô số chẳng qua ông trời. Làm giàu thì phải tự tay, chẳng cần cha mẹ, cùng là phu nhân. Kỷ Sửu, lập nghiệp nên nhà, công danh sẵn có, chỉ chờ căn tu. Tổng quan, tuổi Kỷ Sửu, tuổi nhỏ và trung vận có nhiều cay đắng. Con người bao giờ cũng có nhiều ý nghĩ và ham thích những cái đẹp bề ngoài. Cuộc đời vào thời hậu vận mới có được những kết quả về công danh, tài lộc cũng như mọi khía cạnh tình cảm. Con người hay có tính lạt lòng nên thường bị lợi dụng về tình cảm. Tuy nhiên sẽ có nhiều triển vọng vào những năm mà số tuổi từ 24 trở đi. Tóm lại, cuộc đời nhiều cay đắng vào lúc tuổi nhỏ, nhưng cuộc sống có nhiều triển vọng tốt đẹp vào hậu vận và trung vận. Sự sống lên cao bắt đầu từ 24 tuổi trở đi, trong tương lai có nhiều may mắn hơn thời tiền vận. Cuộc sống hoàn toàn êm đẹp, trung vận và hậu vận tốt đẹp, số được hưởng thọ trung bình từ 58 đến 66 tuổi. Nhưng nếu làm phước, ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ. Tình duyên, vấn đề tình duyên đối với tuổi Kỷ Sửu là cả một vấn đề nan giải, gặp rất nhiều trở lực trong cuộc đời đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Tình duyên đối với Kỷ Sửu được chia thành 3 giai đoạn như sau. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc phải có 3 lần thay đổi, đó là vào những tháng 3, 6, 8 và 10 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn phải có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 2, 4, 7, 9 và 11 âm lịch. Nhưng nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng hạnh phúc và không bao giờ có sự thay đổi về vấn đề tình duyên hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 5 và 12 âm lịch. Trên đây là diễn tiến về tình duyên hạnh phúc của bạn xuyên qua tháng sinh do sự nghiên cứu và chiêm nghiệm của huyền tinh bí học. Vậy nên bạn nên nhớ mình sinh vào tháng nào để biết được cuộc đời đối với vấn đề tình duyên để quyết định cuộc đời. Gia đạo công danh. Phần gia đạo được đầy đủ và nhiều yêu thương. Công danh nếu có theo đuổi thì tương lai có triển vọng. Đặc biệt, nhất là vào thời trung vận, tức là khoảng từ 24 tuổi đến 35 tuổi. Về công danh có nhiều tốt đẹp trong tương lai, nếu không theo đuổi công danh thì vấn đề làm ăn rất hợp với sự buôn bán. Sự nghiệp có nhiều hy vọng và đầy triển vọng vào thời trung vận, có ảnh hưởng rất nhiều đến sự sống và cuộc đời. Sự nghiệp rất hay đẹp, tạo cho cuộc sống có một địa vị vững chắc ngoài xã hội, tiền bạc dồi dào và đầy đủ, nhờ vào khả năng và sự dễ dàng tạo lấy nhiều dịp may về tiền bạc. Tuy nhiên, vận trình tài lộc không phải lúc nào cũng như ý. Nữ quý gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 cần chú ý đến yếu tố thời vận để có thể có sự phòng bị cho mình. Ví như trong năm 2022 Nhâm Dần, bản mệnh vướng hạn ngũ mộ, một trong những hạn gây tiêu tán tài lộc. Do đó, lời khuyên cho bản mệnh là nên sử dụng vòng tam hợp tị dậu sửu để chiêu đón quý thần trợ lực cho mình trong tài vận. Vòng tam hợp tị dậu sửu được làm từ gỗ huyết long. So với những loại gỗ khác thì vừa chế tác xong thì có mùi rất thơm nhưng nó sẽ phai nhạt theo thời gian và dần sẽ hết mùi. Còn đối với riêng loại gỗ huyết long này thì khi chế tác thành những chiếc vòng sẽ không hề có mùi thơm. Nhưng khi đeo một thời gian, được tiếp xúc với ánh sáng, mồ hôi thì chúng bắt đầu tỏa ra mùi hương thơm thoang thoảng đặc trưng của bạn, dịu nhẹ, tạo cảm giác rất dễ chịu cho người đeo. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp cùng với 3 viên đá mã não đỏ có khắc hình linh vật tam hợp tị, dậu, sửu.
Nhóm này được gọi là nhóm tam hợp kim cục, khởi đầu từ tị hỏa đến dậu kim rồi đi vào sửu thổ. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân dựa vào lực tam hợp của quý thần, mang lại may mắn tài lộc, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Không còn điều xấu thì việc tốt đến với mình, từ đó tài lộc hạnh phúc sẽ đến. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa, vòng tam hợp trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái tẩy uế khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng, có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an may mắn cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tuổi hợp làm ăn. Nếu cần trong sự làm ăn cộng tác hay hợp tác bằng tiền bạc hay bằng khả năng, tất cả mọi công việc tạo lấy tiền tài và danh vọng, làm cho cuộc đời có nhiều phấn khởi. Trong mọi sự nghiệp ở trên đời, tuổi Kỷ Sửu rất hợp với các tuổi Canh Dần, Quý Tỵ, Giáp Ngọ. Nếu cần bất cứ một việc gì trong hợp tác làm ăn thì nên hợp tác với những tuổi trên, mau phát đạt và không bao giờ có sự thất bại. Lựa chọn vợ chồng. Trong sự kết hợp lương duyên xây dựng tình duyên và hạnh phúc, bạn cần lựa chọn những tuổi hợp với tuổi mình mới có thể đẩy mạnh cuộc sống lên cao và làm cho cuộc đời đầy sung sướng. Tuổi Kỷ Sửu thuộc nữ mạng rất hợp kết hôn với những tuổi này: Canh Dần, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Bính Thân, Mậu Tý và Đinh Hợi. Hai tuổi Canh Dần và Quý Tỵ hợp với tuổi Kỷ Sửu về tình duyên, con cái đông đảo, hợp về đường tài lộc lẫn công danh, có thể đẩy mạnh cuộc sống lên tới tột đỉnh của cuộc đời. Với tuổi Giáp Ngọ và Bính Thân, hợp với tuổi Kỷ Sửu về tình duyên và tài lộc, có thể tạo lấy tiền tài rất dễ dàng và có nhiều cơ hội thuận tiện để đưa đến sự giàu sang phú quý. Với tuổi Mậu Tý, Đinh Hợi hợp về lương duyên hạnh phúc, đường tài lộc có nhiều cơ hội phát đạt cũng như tạo được sự giàu sang và có đầy đủ cơ hội thuận tiện đẩy mạnh cuộc đời lên cao. Trên đây về sự lựa chọn lương duyên của bạn, được sống cao sang quyền quý, bạn nên chọn những tuổi kể trên mà kết hôn thì cuộc đời rất tốt đẹp. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này thì chỉ có thể tạo được một cuộc đời, một cuộc sống yên bình mà thôi, trung bình. Đó là bạn kết duyên với các tuổi Nhâm Thìn, Giáp Thìn. Bạn kết hôn với hai tuổi này chỉ hợp về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này, cuộc sống của bạn sẽ trở nên khó khăn, tạo lấy một cuộc đời không được như ý. Vì những tuổi này không hợp về đường tình duyên và cả về đường tài lộc nên sẽ gặp phải một cuộc sống trong sự khó khăn của cuộc đời. Nghèo khổ luôn vây lấy cuộc đời, khó tránh được và khó vượt qua con đường đi đến sự tốt đẹp. Đó là bạn kết duyên với các tuổi Kỷ Sửu, Đồng Tuổi, Ất Mùi, Tân Sửu và Đinh Mùi. Những tuổi này kết duyên không hợp có thể mang đến cho cuộc sống nghèo khổ suốt đời. Những năm mà bạn vào ở độ tuổi này, bạn không nên kết hôn. Vì những năm xung khắc tuổi, nếu bạn sẽ kết hôn thì sẽ sinh ra cảnh xa vắng triền miên hay ít ra cũng có lo âu về việc chồng con. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 17, 21, 23, 29, 33 và 35, 41 tuổi. Ở độ tuổi này không nên kết hôn vì không thành, hay nếu thành thì có thể phải chịu cảnh như đã nói ở trên, đó là xa vắng triền miên hoặc là người mất người còn. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì tuổi Kỷ Sửu đa số là đa phu hay ít ra cũng nhiều lo lắng về việc lấy chồng, đó là sinh vào những tháng 7, 8, 10 và 11 âm lịch. Tuổi Đại Kỵ, nếu đặt vấn đề làm ăn, hợp tác hay mọi việc gì khác trong cuộc đời thì nên tránh những tuổi này, vì làm ăn hay hợp tác có thể sinh ra nhiều thương đau trong cuộc đời bạn. Nếu không bị tuyệt mạng thì cũng mang cảnh biệt ly ở giữa cuộc đời. Đó là những tuổi Đại Kỵ, xung kỵ với tuổi Kỷ Sửu như các tuổi Tân Mão, Đinh Dậu, Mậu Tuất, Quý Mão, Bính Tuất, Ất Dậu. Tốt hơn muốn tránh đi những đau buồn thì không nên hợp tác hay kết hôn với những tuổi trên. Gặp tuổi Kỵ về tình duyên, không nên làm lễ hôn nhân, ra mắt họ hàng thân tộc trong gia đình thì phải cúng sao giải hạn cho cả hai tuổi. Về việc làm ăn kết bạn, gặp tuổi Kỵ nên tránh xa thì tốt hơn, để hầu như là tránh được những sự thất bại hoặc là đau khổ về sau. Năm khó khăn nhất. Tuổi Kỷ Sửu bước qua những năm khó khăn nhất là những năm mà bạn ở vào số tuổi 21, 24, 28 và 42. Những năm này nên đề phòng vì gặp sự làm ăn thất bại, bệnh tật hay mọi việc khó khăn trong cuộc sống. Ngoài những năm tuổi kể trên, xét trong năm nay, nữ Kỷ Sửu sinh năm 1949 cũng cần phải cẩn trọng trong vấn đề sức khỏe, bởi sao chiếu mệnh bản mệnh trong năm Nhâm Dần 2022 là sao Vân Hán, một trong những hung tinh chủ về bệnh tật. Do vậy, từ xa xưa người ta vẫn quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Vân Hán chiếu mạng thì nên cúng giải hạn sao Vân Hán hàng tháng để tâm lý vững vàng và an tâm hơn, từ đó tạo dựng niềm tin sẽ gặp may mắn thuận lợi hơn trong cuộc sống và công việc. Ngoài ra, để tăng cường vận may và chu cầu sức khỏe, bình an, quý gia chủ có thể mang theo bên mình bát bảo tâm kinh để nương nhờ sức mạnh và có được sự che chở của Đức Phật. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999.
là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để tiêu trừ vận xấu. Cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy khác nhau trong lối thiết kế được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn như sau. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng, thắng phan. Vật dụng xa xưa của tầng lớp quan trọng, tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây chính là biểu tượng cho quý nhân, sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của sự trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những nối kết chặt chẽ, giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa, tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức. Song ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên địa và nhân. Vòng trong cùng khắc bộ lục tự đại minh chú, Uma Nipa Mehom là câu nguyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ. Kèm theo những chạm khắc tinh tế, hình ảnh đài sen chính là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh sống, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng bát bảo tâm kinh để tiêu trừ bệnh tật, kỵ tà, hóa sát, chư phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh, mang lại sức khỏe dồi dào cho gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa nhất, bát nhã tâm kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ sử dụng để cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, tuổi Kỷ Sửu có những ngày giờ xuất hành hợp nhất là vào ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn. Xuất hành làm ăn và đi đúng như trên thì cuộc đời không bao giờ có thất bại. Vì ngày giờ tháng trên rất hợp với tuổi của bạn nên sẽ mang lại được nhiều thắng lợi. Diễn biến từng năm từ 18 đến 25 tuổi. Năm 18 tuổi, năm có nhiều thử thách trong cuộc đời, nên cẩn thận việc ra đi, xuất hành và nhất là việc đi xa nên đề phòng tai nạn. Toàn năm chỉ ở trong mức độ bình thường. Năm 19 tuổi, tình cảm vượng phát, có nhiều triển vọng tốt đẹp về công danh, có tài lộc bất ngờ vào tháng 8 trở đi. Năm 19 tuổi, triển vọng về tình cảm và công danh, phần tài lộc bình thường. Năm 20 tuổi, phần tình cảm phát triển mạnh mẽ, phần tài lộc bình thường, phần công danh có nhiều triển vọng hay. Năm 2021, năm này kỵ kết hôn và không nên đi xa hay mở rộng các dự tính làm ăn sẽ có nhiều thất bại. Năm 22 tuổi, nhiều hay đẹp trong cuộc đời, có kỵ tháng 4, đề phòng tai nạn, bệnh hoạn bất ngờ. Năm 23 và 24 tuổi, hai năm chỉ thắng lợi về tình cảm, tài lộc bình thường, công danh nếu có sẽ vượng phát mạnh. Nếu không có vấn đề công danh thì việc làm ăn được thâu nhiều thắng lợi. Năm 25 tuổi, năm phát đạt về nghề nghiệp, việc làm ăn cũng như tình cảm và công danh. Từ 26 đến 30 tuổi, năm 26 tuổi có nhiều lo phiền, vào những tháng 5 và 6 buồn nhiều. Năm 27 tuổi khá về đường danh vọng, năm này tạo được nhiều việc may mắn trong cuộc đời. Năm 28 tuổi có khắc kỵ hay xung khắc về gia đình, năm này sinh con vào tháng 8 trở đi thì khó nuôi. Năm 29 tuổi toàn năm đều tốt đẹp, có thắng lợi về tiền bạc, nghề nghiệp. Những tháng đầu năm thì rất tốt, làm ăn danh vọng có nhiều phát triển. Từ tháng 6 trở đi hơi xấu, tháng 11 kỵ đi xa, có hại. Năm 29 và 30, hai năm này bình thường, không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời. Từ 31 đến 35 tuổi, 31 tuổi tốt đẹp, tiền tài tốt, công danh hay việc làm tạo được nhiều cơ hội thuận tiện phát triển mạnh về nghề nghiệp. 32 tuổi, việc làm ăn công danh ngừng trệ, năm này có hao tài tốn của do hay đau bệnh thình lình. 33 tuổi, năm này không được tốt lắm, nên coi chừng bạn bè phản phúc hay có người trong nhà phản, hao tốn tiền bạc nhiều, hãy cẩn thận. 34 và 35 tuổi, hai năm trung bình không có thất bại và cũng không có thành công. Từ 36 đến 40 tuổi, năm 36 và 37 tuổi, hai năm tài lộc điều hòa, gia đình êm ấm, có phát triển thêm sự làm ăn trong hai năm này thì tốt. Năm 38 và 39 tuổi, hai năm này khá tốt về đường tài lộc và tình cảm, có thể gặp nhiều việc may mắn về tiền bạc, kỵ tháng 6. Năm 38 và tháng 4, năm 39 tuổi,
năm 40 tuổi, trọn vẹn và khá hay đẹp, năm này sinh con thì tốt, có phát tài. Từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi không được tốt lắm, năm này có 2 tháng đại xung khắc, đi xa thì bị nạn, đi gần thì gặp nhiều chuyện chẳng lành, đó là tháng 4 và 7, 2 tháng này nên cẩn thận đề phòng cho lắm. Năm 42 và 43 tuổi, không được nhiều tốt đẹp, làm ăn tiền bạc hay thua lỗ, việc gia đình có hơi bê bối, hay năm này quá xấu, không nên phát triển nghề nghiệp cũng như mọi khía cạnh khác. Năm 44 và 45 tuổi, hay năm này có triển vọng lên, tốt đẹp về tài lộc lẫn cả tình cảm, nếu cố tạo lấy việc làm ăn thì sẽ giàu to, phất lên. Từ 46 đến 50 tuổi, năm 46 và 47 tuổi khá hay đẹp, về vấn đề gia đình, công danh và sự nghiệp ở vào mức trung bình, tài lộc điều hòa, không có nhiều lo âu, quan trọng xảy ra. Chỉ nên cẩn thận về bản thân và nghề nghiệp mà thôi. Năm 48 tuổi và 49 tuổi, hai năm này thì tài lộc bình thường, đường nghề nghiệp có cơ hội phát triển, tình cảm êm ấm. Năm 50 tuổi, năm này yên vui nhất, toàn năm đều tốt đẹp. Từ 51 đến 55 tuổi, khoảng thời gian này vẫn ở trong tình trạng bình thường, cuộc sống khá sung túc và đầy đủ, cuộc đời hoàn toàn sống trong sự giàu sang, phú quý. Trừ năm 53 tuổi, có xấu vào tháng 6 và tháng 8 mà thôi. Từ 56 đến 60 tuổi, năm 56 đến 57 tuổi có triển vọng về phần gia đình, sự nghiệp, tiền bạc dư giả, con cháu thuận hòa, gia đạo yên vui. Năm 58 và 59, tình cảm êm đẹp, gia đình có nhiều chuyện buồn lo, tiền bạc, có hao tài tốn của. Năm 60, đề phòng tánh mạng, năm này có xung khắc vào tháng 10 trở đi. Thưa quý vị, như vậy là Phong Thủy Gia Cát luận đoán xong tử vi chọn đời nữ mạng tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Những chia sẻ trên đây mang tính chất chiêm nghiệm, vì vậy mong rằng quý vị gia chủ đón xem một cách hoan hỷ và có sự chủ bị cho bản thân trong tương lai. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc và bình an.